đâu chú. Chào mừng bà con cô bác, anh chị em lại trở lại với Facebook Cày Chảo Vũ Hải. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục bố trí các cái sản phẩm của mình lên đường phục vụ bà con miền Trung Nam Bộ. Hai dàn cày 4 chảo, một dàn cày phá lâm tầm trung 3 chảo xe máy khoảng tầm 32 cho đến 40 mã lực. Đường kính chảo là 610 lưỡi của Mỹ. Đây một dàn 4 chảo lưỡi của Pháp và một dàn 4 chảo lưỡi của Úc. Hai dàn này thì không như nhau nhưng mà chất lượng đĩa chảo thì khác nhau. Chênh nhau khoảng tầm 800 ngàn. Đây kỹ thuật viên bên em đang nghiên cứu đồ chơi máy bay điều khiển từ xa không người lái. Thật đấy, em đang bảo vứt đi thôi. Cái này nó chỉ bay được tầm 50 phân thôi. Bật cái này lên, bật cái công tắc nguồn ở đây lên. Đây. Bật công tắc nguồn đây này. Đấy rồi. Cái này chỉ được 50 phân thôi. Đấy, run cần nó lên phát là cái... Thế thì có rung cánh à. Rung cánh à. Rung cánh này. Bay quả đấy thì nè, may là nhà tôi kiên cố chứ không thì là ủi đổ. Đấy, kia bay rồi. Nhẹ nhàng thôi, từ từ giữ tay gật lên gật xuống là phải giữ nguyên nó, từ từ thì nó mới chạy được chứ. Ông gật cứ như kiểu của nhà ông ấy thì... Run nhẹ thôi, cái nút nào mà nó quay ấy, thì nó run nhẹ nhẹ thôi. Đấy, vừa cứ giữ nguyên thế là nó giữ nguyên, đấy. Quả này chưa? Lái bên này mà lại bảo tôi đầu tư cam ấy giờ thì chết. Mastercam thì chết. Mua mấy cái đồ chơi trẻ con nghịch cái này. Đấy giữ nguyên, đừng cất đồ. Đây này, đưa tôi chạy cho mà xem. Bỏ ra. Là cầm lại tôi chạy cho xem. Máy bay phản lực các bác ạ. Đùa với nhà chùa bay phết ấy. Đấy. Và này có cái camera đi quay video cho các bác ấy rồi. Đấy, tôi chạy nó như thế này không ạ? Hồi hộp quá, chưa kiểm soát được. Tôi chơi con nít. Thôi đi làm cày đi. Nghịch ngợm. Chết. Này không kiểm soát được.
tôi đi tê cho cày lên xe. Moi bên kia. Được cái loại này nó phang linh tinh đéo vì gì nhỉ? Nắng quá. Yeah.